Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ốc. Các bạn ơi, mỗi lần mà các bạn nhìn thấy Ốc ở trên video thì chắc hẳn là các bạn sẽ luôn luôn nghĩ rằng ồ, hôm nay không biết là Ốc sẽ chơi game gì đây. Và không để các bạn đợi lâu nữa, Ốc sẽ bật mí cho các bạn tựa game ngày hôm nay luôn. Chính là cái tựa game mà dùng khuôn mặt chôn để gây hài đấy các bạn ạ. Mình đã chơi một video rồi nhưng mà vẫn chưa kết thúc mấy cái level đằng sau, nên là hôm nay mình sẽ chơi hết những cái level còn lại nha. Còn trước khi vào video thì các bạn nhớ ấn nút like video, ấn đăng ký kênh giúp mình và đừng quên xem quảng cáo nhá. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chơi game nha. Yeah. Đây chính là level 14. Level 14 đưa chúng ta đến một cây cầu thì phải các bạn ạ. Cây cầu này bắc qua hai cái con phố ở hai bên á. Ở trên cầu thì có một cô gái mặc váy màu đỏ. Cô gái mặc váy đỏ chứng tỏ chứng tỏ gì nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có ý gì để điền vào chỗ chứng tỏ không thì bình luận ở dưới cho mình biết với nhá. Cô gái này quần áo váy vóc đã bị bẩn hết rồi, còn bẩn lên đến tận đầu các bạn ạ. Chắc là bởi vì bùn đất ở phía dưới này các bạn đang ướt là bắn lên cô gái. Và cái cô gái này thì hình như nhìn như phù thủy các bạn ạ, vì cái mũi cô ấy nhọn hoắt và màu đỏ ấy. Cô gái ơi, cô gái có bị làm sao? Đúng là mụ phù thủy luôn đấy các bạn ạ. Làm sao mà một con người có thể đẩy cả một cái xe ô tô đúng không nào? Ui, hóa ra mình vừa bị lừa rồi các bạn ơi. Chúng ta phải làm lại cái level này thôi. Bây giờ mình sẽ không chạm vào cô gái mà mình sẽ chạm vào chiếc xe. Chiếc xe hãy lăn bánh đi. Nope. Chiếc xe không tông được cô gái các bạn ạ. Ủa là sao? Không hiểu luôn. Lại nha các bạn ơi. À, thì ra mày chọn cái chết. Lần thứ 3 bị thua rồi. Chắc chắn là phải có một âm mưu gì đấy ở đây, chứ không thể nào mình thua một level đến 3 lần các bạn ạ. Để mình xem lại nha. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Ốc sẽ chờ đợi thời cơ đến. Giống như việc là mình sẽ xem hai cái sự vật này nó có thay đổi gì không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chờ đợi để cân nhắc, để suy nghĩ đã. Mình không thể sống vội các bạn ạ, mình sống thật là bình tĩnh thôi. Rồi, mình đang chờ đợi. Bây giờ mình không chạm vào cái xe, cũng không chạm vào cô gái, để xem là cái level này nó sẽ diễn tiến như thế nào nha. Rồi, hai bên ánh mắt ta chạm nhau luôn. Ánh mắt ta chạm nhau nhưng mà ta không có nước luộc rau đâu nha. Rồi, chờ đợi. Cô này thì cũng rất kiên định, tay nắm chặt, đứng trước mũi xe. Chiếc xe của mình cũng không hề nhúc nhích. Rồi, hai bên cứ nhìn nhau vậy à. Lắm. À, được rồi. Mình chạm vào, xe bắt đầu nổ máy nha. Bây giờ mình đi đến chỗ cô gái này các bạn. Đồ ngu. Ủa là sao các bạn ơi, mình không chơi qua cái level này được là sao vậy? Các bạn có ý tưởng gì để giúp đỡ mình thì bình luận ở phía dưới video ấy nhá. Mình không hiểu. Đã đến lúc sử dụng gợi ý rồi các bạn ạ. À, gợi ý của họ là mình sẽ di chuyển chiếc xe, được rồi. Nope. Gợi ý ảo lòi các bạn ơi. Cái level nó có vấn đề rồi các bạn ạ. Mình không tin là mình không thể vượt qua cái level này. Bây giờ xe mà không đi nhanh được thì mình đi chậm. Mình sẽ đi như một con rùa bò luôn để xem là cái level này nó có thể như thế nào nha các bạn. Mình cay lắm rồi đấy các bạn. Rồi, xe bắt đầu khởi động này. Rồi, tôi đi. Các bạn ạ, các bạn có thể ngủ một giấc. Trong khi đó thì mình sẽ đi cái xe này. Và lúc các bạn thức dậy thì mình mới đi đến chỗ cô gái nha. Mình đi rất chậm luôn. Đi rất chậm luôn. Tập như là không hề dịch chuyển luôn. Đến đây vẫn chưa được chỉ này. Đến đây vẫn đang đi được. Tôi vẫn đi rất chậm. Người ta đi nhanh nhưng tôi đi chậm được chưa? Được chưa nào? A few moments later. Rồi các bạn thức dậy đi nha. Bạn nào mà vừa nãy nghe Ốc mà đi ngủ bây giờ thức dậy luôn này. Để chuẩn bị nhìn Ốc sắp thắng cái game này rồi. Trời ơi. Nào. Nào. Ôi giời ơi. Mụ phù thủy này. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ôi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã thắng được cái level này rồi. Trời đất ạ. Các bạn hãy ủng hộ mình nhá. Hãy dành cho mình một like và đăng ký kênh. Vì cái sự ngu muội của mình đến tận level. Nhầm đến tận cái lúc này mình mới phát hiện ra là mình phải đi xe chậm thôi. Các bạn ở ngoài cũng như thế nha. Đi đường là không được đi nhanh. Nhớ đi đúng tốc độ và đi chậm thôi. Và cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà Ốc chơi level 15 các bạn ạ. Đây là Ốc nha. Ốc đang xem một cái màn hình tivi nhiễu nhằng nhiễu nhịt. Chả biết là có một cái gì trong màn hình mà cứ xem rất là chăm chú. Bên ngoài trời thì đã tối rồi.
là một mình đang ngồi xem phim. Tắt đèn đi các bạn, tắt đèn đi ngủ nha. Không tắt được đèn này các bạn, thế tắt tivi đi để đi ngủ. Ui, một con ma đang dọa người ta. Ôi, con ma này tóc bết quá các bạn. Con ma này tóc bết phải đi gội đầu thôi. Ôi, nhưng mà nó chỉ bước ra thôi, nó chưa làm gì mình hết. Thế mà mình đang sợ đấy các bạn ơi, mình sợ run tay run chân như thế này luôn. Mắt thì mở to. Thử xem mặt con ma thế nào. Ui dồi ôi, mặt con ma xấu kinh. Thử lại nha các bạn. Mình biết rồi, mình cho con ma thoát khỏi tivi lúc tivi đang bật. Thế thì bây giờ mình tắt tivi đi, nghĩa là con ma chẳng bước ra được nữa, đúng không nào? Ai sồi, đúng là thông minh. Mình rất là thông minh, chỉ có mỗi cái level 14 vừa nãy các bạn ạ. Nó quá là ối rồi ơi luôn đi. Nào, mở lên. Tắt bỏ. Tắt không tắt kịp à? Đi. Ôi, rồi làm gì? Tôi muốn tắt tivi má ơi. Tôi muốn tắt Ôi, không kịp tắt tivi các bạn ơi. Làm lại nha. Mình sẽ thử lại. Tắt và bật tivi. Bật lên này. Tắt. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Ôi tắt. Ôi, các bạn ơi tắt được rồi. Tắt được rồi các bạn ơi. Ôi, mày bị mắc kẹt ở trong tivi chưa? Làm sao mà ra đây dọa được ta? Lêu, đổ con ma chấu trí, sâu như quả bí. Tạ đi, tạ nữa đi, tạ đi. Ôi, nó vẫn muốn dọa mình nhưng mà nó lê cả cái tivi theo thì làm sao mà đi được, đúng không nào các bạn? Level 16 đưa chúng ta đến một cái nhà kho. Cái nhà kho này thì có một cậu bé đang đeo một cái mặt nạ nhìn rất là kinh dị các bạn ạ. Đôi mắt đang, không phải đôi mắt, chỉ có một cái mắt thôi. Đang chớp nhìn chúng ta. À, mồm to đấy. Còn kéo giãn được cả cái mặt ra. Nhưng mà thế thì sao nhở? Nó lột mặt nạ ra đồng nghĩa với việc là chúng ta thất bại. Ủa là sao các bạn ơi? Chúng ta cùng nhau thử lại nhá. Mình nghĩ rồi, không có lý do gì mà cái nhà kho to thế này lại chỉ có một đứa trẻ, một cái đứa ở trong này. Phải có một bầy, một đàn, một lũ, một hội, một nhóm gì đấy ở trong này các bạn ạ. Để mình xem, quan sát xung quanh xem nhá. Xung quanh có cái gì không? Ôi dồi ôi, xung quanh không có gì. À, đúng rồi, đây là một cái phông các bạn ạ. Một cái bức phông bên phía sau đó. Có một cánh đồng đầy hoa và trời thì xanh, mây thì trắng. Đó, nắng vàng không biết nha. Rồi. Cậu bé đeo mặt nạ và những người bạn. Ở đây có người máy này, có chó này, có một cô bé bím tóc hai bên và có một bạn sư tử à các bạn. Sư tử mà nhìn như là chó vậy các bạn ơi. Nào, cùng nhau chúng ta cùng chơi. La 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 la. Thắng ơi. Yeah. Đấy, cái gì cũng phải hợp lý các bạn ạ. Đừng như những cái level khác, mình quá mệt mỏi luôn. Chúng ta đã unlock được một cái level. Và bây giờ chúng ta sẽ xem đó là cái level gì nha. Một người thanh niên, hoặc là đây là chúng ta đang ở trong, cũng lại một cái nhà kho. Bên trong nhà kho có hình một cô gái chích chi đang đứng chống tay như thế này này các bạn. Đó. Ở đằng sau thì có rất nhiều thùng để đồ và có một cái xe giống như là xe đạp bằng hai chân ấy, mà các bạn nhỏ hay vẩy chân như này để đi ấy các bạn. Rồi thì sao nữa? Mở cửa ra cái nhở. Ui, mở cửa ra làn gió tràn vào. Làn gió tràn vào. Bật quạt thổi lên. À, cầm cần câu à? Cầm cần câu để không đùa được đâu à? Mở cửa ra. Ôi, mình câu phải con gì các bạn ạ? Ui, con này nặng nhá. Wow, câu được con bạch tuộc luôn nè. Rồi sao? Nope. Ôi, con bạch tuộc ăn luôn mình. Ui. Không thể thế được các bạn ơi. Ui, sao mà tại sao vậy? Tự nhiên đi câu con bạch tuộc. Mà con bạch tuộc còn to hơn cả mình. Mà con bạch tuộc còn sống trên cạn nữa chứ. Vô lý quá. Mình nghĩ rồi các bạn ạ. Chắc chắn là chúng ta phải tiêu diệt con bạch tuộc. Chứ không thể nào mà để con bạch tuộc nó lại ăn mình như thế được. Được rồi. Trước tiên chúng ta vẫn phải mở cánh cửa ra để một cái luồng gió nó đi vào. Sau đấy mình lấy chiếc cần câu đó. Rồi mình câu cái con bạch tuộc vào. Mình câu nó vào nha. Rồi nó vào đến đây. Nó đứng im. Các bạn để ý không? Trên đầu nó có một cái lỗ tròn. Mình nghi cái lỗ tròn này là có một vấn đề gì đấy. Mình bấm cái lỗ tròn.
không phải à? Ô thế không phải à? Thế là sao? Thử lại nhá. Bây giờ mình sẽ làm thôi, không nói gì luôn, bởi vì các bạn đã biết rồi. Vẫn là cái kịch bản lúc nãy, nhưng mà mình sẽ thử nhấn vào một cái vị trí khác. Rồi, lấy cần câu, câu con bạch tuộc, câu vào, vào luôn, câu, như nào. Hóa ra là mình chỉ cần vuốt lên các bạn ạ, là ở bên trong đầu con bạch tuộc nó thò ra mấy gương mặt trôn. Và thế là mình đã vượt qua level rồi à? Ảo quá các bạn ơi, ảo ma Canada, Ethiopia, Australia, China rồi cái gì gì đấy. Và chúng ta đã vượt qua tất cả các level ở đây các bạn ạ. Đó, từ cái level đầu tiên là cô bé sinh đôi này, cho đến level tiếp theo là cô gái đang tắm, rồi là cậu bé đang tưới cây, rồi những con rối ở trong kho, một người đang ăn và một cái cậu bé đang xem phim, đi thử quần áo này, nướng thịt này, cô dâu ma quái và ma cà rồng. Ở đây thì có cá mập, chú hề ít, trôn trong toilet, trên đường, rồi trong phòng xem phim, trong kho. Đấy, và chúng ta đã hoàn thành cái game Joe Face Quest Oral phần 2. Game này thì có rất là nhiều phần nữa, và nếu các bạn muốn Ốc chơi tất cả các phần thì hãy bình luận ở dưới cho Ốc biết nhá. Còn bây giờ thì thật ra mình đã hơi mệt mỏi với cái tựa game vô lý đến mức hại não như thế này rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video khác. Bye bye, các bạn nhớ đăng ký kênh và like video này nhá. Yeah.